Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại quyết định số 4356. Theo đó, hàng loạt các dự án đầu tư được điều chỉnh phân bổ vốn để tập trung thi công hoàn thành trong năm 2022, thành phố phân bổ tổng vốn đầu tư phát triển hơn 7.880 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực vốn đầu tư các dự án công trình giao thông giá trị hơn 1.529 tỷ đồng với 66 công trình. 22 công trình thanh toán do đã hoàn thành vào năm 2021, đặc biệt đầu tư 503 tỷ đồng để khởi động dán bến cảng Liên Chiểu. Đối với đầu tư mới trong năm 2022, có 30 công trình với tổng vốn hơn 532 tỷ đồng, như tuyến đường 19m5, nối từ đường quy hoạch khu dân cư Phần Lăng 2 đến đường Trường Chinh, cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, tuyến đường ven sông cầu đỏ Túy Loan, đoạn km 5 đến km 10, cùng hệ thống thoát nước cây xanh tuyến đường cầu đỏ Túy Loan nâng cấp cải tạo tuyến đường DT601, cải tạo nâng cấp tuyến đường Võ Duy Ninh